Ok, hello tất cả các bạn nha. Thì chúng ta chiến tiếp tục nữa nha các bạn. ARK Ragnarok mod nha. Mình với em sẽ châm chiến tiếp tục cho các bạn xem. Hello các bạn nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series ARK Ragnarok mod của hai anh em mình. Tập tiếp tục nha các bạn. Tổng giờ coi tập trước anh em mình làm gì ta? Trước là anh em mình đã tiến hóa được cái con Celestino Rồi. với con Yuti với con ngựa với một cái con khỉ. Nó còn 4 con nha các bạn, em mà quýnh 2 con boss là được 4 cái đồ biến hình đó. Anh Mày em đó. tiến hóa được Tập 4 này con. chiến tiếp tục luôn nha các bạn. Tập này quánh cái con boss luôn hả dạ? Tập này anh em mình dự định là sẽ đại chiến với lại con Colossus các bạn à. Đúng rồi. Nhưng mà phan trước khi đi thì phải tiến hóa cái con này nữa các bạn. Cái con Featherlight là nó đã đủ đồ để mà tiến hóa nè. Tiến hóa luôn em. Ok anh ơi. Đây, Peter mình sẽ tiến hóa cho cái con Featherlight này luôn nha các bạn. thiếu một cục đúng Nó không? lên cái con gì mà nhìn nó lạ lạ đó. Đi nô chết đó, cái con đó anh tập trước anh quên lên anh coi con đó nó ra như thế nào hả? Chưa. Em có dặn anh mà. Cái con gì Deno đi chết các bạn. Tiếc Con khủng long này nghe cái tên lạ vãi nồi luôn á. cái đuôi nó có cái chùm lông mà nó tẻ ra hai bên, con này nó phóng được á mà nó không bay được. Phóng được. Tí nữa anh coi thử đi. Có Trên đó. thể là trong bản game ADK mình ít gặp cái con này các bạn. Thế là mình không nhớ cái tên nữa. Cái gì Đó mà nó xấu nè, vậy? đó cái con này nè, không có cái đuôi trùng lông nè. À, cái con quỷ này hả? Con này nó bám lên người khủng long bự á. Nhớ không? Cái con đu 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 người nè. Cái khả năng của nó thì nó quyết, nhưng mà cái con này là hình như là chúng ta muốn có được nó là phải lấy cái trứng của nó trong cái tổ đúng không? Đúng rồi Lũ nó đó. ra xa Đúng rồi rồi, mình đúng lấy rồi, tổ đúng rồi. lấy trứng nó. Ok, cái con này mình nhớ rồi các bạn ơi. Con này nó quào quào là chảy máu anh. Rồi, Dino đi chết. À, à, khó cho nó chịu cái vãi các yên. bạn. Hoạch cho nó làm anh ơi. Đây. À, từ cái con này là tiến hóa lên Yuti các bạn. Ui, su ti luôn hả, ngon vậy. Yuti màu tím. Anh nghĩ cái con cuối cùng nó lại lên cái gì? Con đắc ta. Phải không? Đúng rồi, đắc ta tím. Không biết nữa ta. Yuti là đắc ta. Còn con bên kia là lên Indominus. Phải Còn bên không? đây là Giga rồi lên Indominus. Rồi không biết lên tới con gì không biết. Cái con một cái con sau cùng là nó màu đen anh. Cái con nó nhìn giống con đắc tay mà màu đen á. À, còn có cái con này là lên chắc cú là lên cái con đắc đa màu tím á. Con này màu tím hả? Còn con màu đen á. Nhưng mà không biết là đam nó bao nhiêu thôi. Xe đồ đâu anh, mặc cho nó cái xe đồ kìa. Gửi thử. Lên lên chế nè, chế chế chế. Chế hả? Này chắc Được. nó xài yên thường quá rồi. Đi Indo chết. Hồi nãy anh rút yên ra chưa? Nãy làm gì có yên, đâu có yên đâu. À quên. Vitalize là không có yên. Test nó một cái đi rồi chúng ta hãy đánh boss nha các bạn. Tại vì chơi tới đâu chúng ta test cái đó cho các bạn biết được sức mạnh thật sự của mấy con này á. Yên thường rồi, rồi có anh nè. Có yên giờ, có yên giờ. Yên thường, ai à, nó chịu mang là anh thôi, nó phun cửa thử đi. Ok em. Bài này con nó búng nó vậy hết. Ui, quan trọng là cái mấy cái chỉ số tăng kinh nghiệm của nó ghê lắm em ơi. Nó nhân nhiều lần lắm đúng không? Để bạn thấy Mấy con mà. này còn quánh là chịu chịu đam mấy bạn, chứ không phải bình thường đâu. Gãi kìa. Ui. Anh Phương cộng một lần là vài triệu máu luôn anh Phương. Hơi bị dữ luôn. Ui chưa gì hết đã mười mấy ngàn phần trăm đam rồi kìa. Ui, như vậy là con này nó xịn lắm em ơi. 50 điểm là 20.000% đam. Mà tính coi nhân 5 lên là được 100.000% đam á. Như vậy là con này quánh cũng từ giá 7-8 triệu đam nha các bạn. Chắc chắn luôn. Ngon nè. Thấy phần đem ra nó nhảy kinh dị chưa? Wow. Thử không? Test, cái thử, cái thử. Đây mà, qua đảo xương nè. Đây, đây, đây. Mình thấy cái Lấy con con cũ gì anh. qua đây? Đúng rồi. Con cũ, con cũ. Ok nhá.
Mấy con này hiện tại giờ nó chỉ có cái chiêu cặp thường thôi nhé bạn. Trời, cưới con này ra, cưới con Raptor. Con chiêu đam gì? Đâu? Ôi, mới đây quánh chiêu 2 kìa, có thiệt không vợ? Đó, chưa, không phải dạng đùa đâu anh ơi. Ôi, mới đây mà đâu quánh con chiêu 2 rồi nè các bạn. Cầm cú em lên em xịt mấy con trường cho nó. Con này xịt yếu xìu à, chưa, em chưa có nâng đam gì hết trơn á. Cho em hưởng ké lên kinh nghiệm với anh Phương ơi. Ờ, con quỷ này nó ỉa y gan con kia luôn em ơi, mấy con này nó mất bình ỉa. Con này bị táo bón à. Con bón kìa anh Phương, giết nó giùm em chứ. Mấy con này lại mất bình ỉa nữa rồi các bạn ơi. Lại đây, lại đây mà. Rồi, con quỷ đã chưa. Cú không, cú bắn điện đừng nó đá nha. Đó, đại sư. Ờ, theo con bot nữa kìa. Trời, anh ấy ỉa rồi. Theo con bích, bích phút tàng hình nè anh Phương. Từ từ em ơi, từ từ em ơi. Ây da, nó hốt em luôn rồi. Ui dồi, cứu em. Ỉa quá rồi, anh ấy ỉa quá, ỉa rồi. Sao nó không cho em bay ta? Quá trời phát, nó sao nó chọi em chết luôn rồi. Nó chọi trên người em chết luôn kìa, vãi. Gọi, gọi, gọi. Không sao đâu, không sao đâu, quá nó không, em không chết. Phải trưởng thì nó tán một cái cục đá em đứng trên người cái em gọi đi, em gọi đi nha, em gọi đi nha. Chưa, em chưa cho nó cái dino tracker nữa. Chết. Rồi, anh bị dính hiệu ứng đi chậm rồi. No, con ơi. Cứu giá, đâu rồi. Rồi anh cho nó về đó. Rồi nó về đó. Rồi em tay leo qua đây đi, em tay leo qua đây đi. Ủa nó gần chết luôn. Ui, nó tán cục đá chết luôn đúng không? Ờ đúng rồi, em gọi nó về đi, phải cà nồi. Gọi cái con Evo anh về giùm ơi. Evo hả, ok. Evo để Inno chết. Phải nồi các bạn. Đá cây gãy cổ. Vừa giống em à. Phải cà nồi à. Khỉ khó chịu. Cái con Fast Fanta vậy đó. Ui. Con này nó tán cục đá ngồi trên lưng chích queo luôn Phương ơi, qua trả thù nha. Ok. Đó, anh quánh nó sắp chết rồi. Và nó để em qua đây em trả thù cho thôi, cho thằng để em. Qua đi qua. Quay. Và tao cầm. Tao cầm gấu XO qua tôi gõ cho mày không phục cái nào luôn, nó mất tao mất tiêu rồi. Mày trứng gì đây? Cái luôn. Gì mà ông này ông ỉa hoài vậy trời, không hiểu nói quá anh. Con nó đâu anh Phương? Dưới đậu xương á. Đâu vậy? Rồi, như vậy là mấy cái con này thường mà anh em mình ra khỏi cái tầm mắt của nó là nó biến mất á. Mấy trưởng thì cay vậy ta, chưa kịp trả thù nữa. Bà nó. Ú, phải tèo. Ôi mình ghét mấy con này quá bạn ơi, mấy con này đã nó yếu hoài ha. Thôi đi em ơi, quan kêu quánh boss em ơi. Ok. Và nó hên hên cho nó đó chứ em mà cộng này qua kịp là nó chết rồi. Còn kia chút nữa mình về mình liệt cái bờ sau nha các bạn. Dùng cá chém thớt. Full dam rồi nè, 91.000% dam rồi. Nhớ mặt anh em tao đó, mà tao mà gặp lại mày lần nữa đi, lố mày. Ai được. Qua chỗ con boss hay spawn boss à? Con boss đây em ơi. Không mình quay.
Mình còn cùng... còn lo sớt luôn. Còn lo sớt nhưng mà đọc hay là điện hay là băng. Trước đây con băng nghe nói khó quánh lắm á. Ok. Mà ở đây mình đã quánh được 2 triệu mấy rồi nha. Nó tự nó báo là thỉ à, cái con này ngộ vậy đó. Ờ. Ỉ kìa, nó la kìa. Cảm thấy là ỉ mà nó... Ỉ này mà có ngoài đời thật chắc nó banh cái đích nó luôn quá mày. Chịu gì nói. Thiệt. Ôi đi, nó thả phân rồi vãi tèo. Gọi đâu rồi. Colossus. Colossus độc nha. Quá trời ỉa nè, vãi tèo. Demonit. nó không có đồ ăn là nó ỉa kìa. Đầy hồn chưa. Cái phút nó giảm ghê vậy anh. Biết em ơi, hai mấy con đó biết lớn lên sao các bạn. Nó lớn lên mà kiểu nó ỉa kiểu đó, chịu gì nói sao đi quýnh lộn được. Nó mất máu là nó ỉa. Ờ, mỗi lần đi quýnh lộn mà nó ỉa chứ hoài thứ gì chịu nói. Đang quýnh nhau mà ỉa. Ấy cà nồi hả. Rồi, tập trung chuyên môn rồi, anh em mình làm con lôi sớt. Rồi, anh lấy con độc ra nha. Ok. Tập này chắc này mình quánh con độc với con băng luôn. Colossus. Em chế mấy cái rocket này ra em xả tụi này mới được. Ôi, mấy cái đèn này nó cần mấy cái lông thôi, để dành mấy cái lông chim lại đi, càng thiếu. Qua wow, con boss nha mày. Anh nghĩ coi cái con em chịu nổi không, cái con Aren nó có, nó có cho bài không? Ren, con độc thì chắc cho bay, tại nó không phải con điện, Yuti con điện nó à. Mới giật té. Ok, để em lấy con Yuti em quýnh nó cũng được thử đi. Yuti hả? Ủa đâu ta? Adesen, Riffin, Red. Chết rồi, Yuti hình như em chưa gắn cho nó cái Dino thì phải. Yuti. Có rồi. Nói tên nó là hành chỉ thằng sấm sét nha bạn. Cho nó hoành tráng lệ. Em mới bay về nhà nè, chuẩn bị đi qua nè. Đâu? Rồi đó, anh gắn cho nó luôn rồi đó. Auto Korea. Qua chỗ con boss lại nha bạn. Con này 200 mấy chục. Hiểu. Đi em ơi. Ok. Lúc bật được lúc không bật được ta, bà cha nó cay dưới cái khiên của nó. Test thử con này coi con này nó gây đam được nổi với con đó không. Bỏ hết mấy băng dẻ đi nha bạn. Mấy băng dẻ đó nha nhóc. Con này có cái ngộ lắm Phương là lúc mà bật nổ thì lại mình được bảo vệ, còn lúc kích nổ được cho con này thì mình lại không được bảo vệ ta. Vãi tèo. Bị lỗi đây mà. Cú. Quá trời gác rồi, mình phải bỏ mấy cái này nha các bạn. Bỏ bớt đi kìa. Ở đó được rồi nè, được bảo vệ với được có nọ nè. Ok rồi. Rồi ok nha. Mình sẽ gọi con Colossus rồi. Rồi gọi, phía xa xa ngoài này tí đi. Rồi đi mà, sao? Chờ nó đi mà. Ui. Bạn thấy con Colossus chưa? Màu xanh lá cây nhá. 2 tỷ nha. Có tu bồ nha các bạn.
Ui, nó thả ra mấy con chim độc rồi, quái. 2 tỷ em ơi. Anh bánh nó làm 4 triệu thoải mái em ơi. Ok rồi. Rồi nha. Thử coi. À con này không lên turbo các bạn ơi. Mà con này nó quá bị knock out em ơi. Ui nó tán cái gì 12 triệu đam vậy? Nó có cái chiêu bị nổ kìa phải không? 12.000% đam chuẩn. Em quá thằng 10 triệu à. Ui nó phun độc kìa, em quýt 10 triệu. Đi như một vị thần các bạn. Đi đâu à? Tao nè mày ơi, qua đây. Đâu vậy? Đâu vậy ngoài? Đi đâu à? Không biết nữa. Đối thủ mày ở đây nè. Được 2 triệu 9 nha bạn. Bán một lần thì 4 triệu 7. Con này không có đáng sợ bằng con kia. Đúng rồi, con này nó không đáng sợ. Rồi nó khe lửa kìa. Các bạn nhìn đạp nó nhảy đã không? Nó quá chuẩn bị knock out em. Ok. Nó bị dính knock out không? Chưa, nó vừa vô chúng em nữa. Nhưng mà mình cảm giác quánh bằng con Spino này hơi bị lâu quá bạn. Ủa sao bị mất bảo vệ rồi? Đờ đúng không? Đờ là nó dính luôn rồi. Trời khe lửa mà đang nó nhảy phê vãi. Chữ ba mà nó chạy kìa Phương. Quay chờ nè tí. Nó còn tỷ nữa anh ơi. Để em lấy con Arena sao chơi. Sao đứng em go hả? À? Nãy em không biết nữa. Sát được 5 triệu cơ. Trời em gọi cái con đấng của em ra em giết nó nè. À đừng bay đi. Ai da no. Qua lẹp thôi, qua lẹp thôi. Đây em gọi con Aren giúp phim ra là con này chết. Từ từ nha. Có chưa, đang đợi á. Rồi chơi ra đây, em qua nè. Bánh xác. Không gai thôi chưa. Rồi các bạn nhìn máu nó lúc rồi. Chảy máu rồi. 300 triệu nữa. Wow, 200 triệu. Cái liệu đó luôn rồi. Từ quay từ giết nó nha. Dạ. Từ giết mấy con này đi, giết mấy con này đi. Từ để anh lại gần cái đó. Đánh nó cao. Rồi nó quay lại kìa. Một phun một phát nữa là chết đó. Bắn đây. Đó. Quá trời, buông luôn rồi. bị dính Sida. Rồi chết. Quê. Rồi lại cái tướng này nữa. Lại là cái tiếng chết yếu điệu phụ nữ nó đè nguyên cái đít nó lên mình nó luôn rồi. Ai cà nồi à. Ồ. Anh chưa kịp ghi hình con này lại, con này chết queo rồi. Bé này đi bụi rồi. Cho em được cái cao tích cái bản vẽ
cái rocket độc á. Có anh ơi. Nó cái độc không ngon bằng cái điện anh ơi, điện rất là ngon. Cái điện là làm tê liệt đối thủ. Ok nha. Quá trời nhiều đồ nữa. Lúc nào quên boss cũng hai con này là vẫn là phe nhất. Rồi tới cái con ấy rồi em ơi. Rồi. Đại vô chiến. Quánh con băng luôn nha bạn, tới con băng nó mới giữ. Đại chiến băng, con băng là không dễ chơi được nha. Con băng nó bị đóng băng, hôm nay em nghĩ có đó. Có. Các em là sẽ lấy thử cái con Fallen ra trước đi, tại vì băng này phải dùng tới lửa để mà đốt cháy đóng băng. Cũng được. Louis tận vậy không biết có được phải gì không nữa. Đây, được cái mẹ đây nè, bỏ vô luôn. Con băng à, thiếu một cái creator, một cái show destroy, giao o, credit o. Thiếu mấy cái linh hồn phải không? Remo Blood thiếu gì mà nhiều lắm, linh hồn bây giờ anh em mình nhiều lắm. Thiếu Remo Blood anh ơi. Remo Blood đây. Đập tới con băng luôn các bạn, Spirit O. Remo loot. Rồi mới bỏ rồi đó. Rồi còn con cục trao. Đó. Thằng cha đó răng. Xong hết rồi còn hiếp cục trao à. Ok, rồi Ây da, anh lộn. Anh sao bỏ ra được, anh chế lộn cái con. Không bỏ được anh ơi. Chết bà, không bấm lộn các bạn. Chéo chào. Chéo nó vãi nào. Hai cục artifact cho một cục chao o. Anh là cục chao o lại đi, em bỏ artifact vô. Thiếu cái long chim điện nữa rồi. Băng là phải dùng long chim băng chứ, là sao long chim điện. Chế cái chế mấy cái kiếp bộ kìa, thiếu rồi kìa. À thiếu coi ORB cục này. Demonic Kibble. Demonic Kibble hả? Đây. Làm cái cục cao ORB. Đủ rồi nè anh Phương. Đủ chưa? Đủ rồi. Băng đúng không? Đủ có băng chưa? Ok, đủ có băng luôn các bạn. Như vậy là chúng ta đã có 4 con rồi. Có thể là nữa quánh luôn con Bitcoin chùm cuối luôn đó, là hết boss luôn á. Hấp dẫn không? Giận không à? Lại đi kéo xuống dành ra mấy giây xuống like, share, đăng ký các kiểu để bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là còn cái gì bí mật nữa không ta? Anh nghĩ là chắc còn nhiều bí mật lắm nha các bạn. Còn nhiều lắm. Còn nhiều thứ bí mật lắm nha các bạn, cứ bình tĩnh. Còn nhiều chưa cái á, đây mình chưa lock nè. Anh kéo xuống dưới anh thấy mấy cái improvement á. Mấy cái artifact này là cái cục này là cái gì đây nè. Nó còn mấy cái golden mấy cái cục này nè các bạn. Ui. Empowerment nè. Ui. Artifact. Cái cục Empower Artifact level 3 là nó cần cái Hierophant là cái con boss hôm bữa anh em mình đánh không được á. Phải giết nó kìa mới làm được cái cục này. Mà con đó bữa anh em mình giết rồi mà, anh có nè. Anh được cái cục Hierophant Essence kìa không? 30 cái không? Có. Nè, Essence Hierophant nè. Bao nhiêu cục? Ủa nó mất tiêu rồi ta. Nó chế thử cái này xem là gì vậy. Ngon nghẻ cho ta. Nè, màu tím nè. 30 cái. Rồi chế ở đâu? Hình như chế trong cái bàn imru mình nè. Mà bị lóc bả rồi, không biết chế. Bàn này bị lóc à. Sao anh lóc được cái này trời. Bạn này hồi bữa xài được nè. Hình như là mình chế trong một cái tập gì đó là kiểu mà đừng có thoát ra, thoát game ra vào lại là nó bị lóc. Dạ. Rồi có một băng giờ lấy một băng này. Rồi xong rồi đó anh. Ok lấy đi. Sẵn lỡ quánh con bóng tối này luôn rồi. Rồi ok. Rồi đi luôn. Đẹp vô. Mấy bạn vẽ là có hết rồi các bạn. Ở đây có cái bản vẽ người máy vậy nè, là electric đó hả? Đâu?
Electric. Cái electric rocket đó hả? Cái đó là đạn bắn tê liệt á. Ok. Đây mày qua con boss này. Đây. Đây, qua đó em lấy gấu qua quốc tử đó. Quý diệt đó. Gì đấy? Rồi, gọi thêm hai con này qua nữa hả? Những con gì mạnh nhất anh em mình cũng đã có rồi. Yeah, cool. Còn mấy con tiến hóa kia anh em mình chưa tiến hóa lên mắt cấp cho tụi nó nữa. Đúng rồi, nhưng mà còn những con boss anh em mình chưa đánh hết. Dạ. Yeah. Giờ những tập sau là chắc tập trung đánh boss nha mọi người. Cháu mẹ vàng, hai cháu du. Đâu em có đem con kia qua không? Băng qua không? Có anh ơi. Rồi gọi anh em à. Em lấy nổ cái đó. Nổ qua xúc nó liền. Đánh gì đánh với mình vẫn phái cái con này của mình đó mày. Thì em gọi đó nha. Ok. Này quánh em. Đã chiến với lại băng các bạn ơi. Yo. Băng dùng ánh sáng là ngon. Nó đâu vậy? Đâu? Trên trời kìa. Ui. Trời trên trời rồi. 3 tỷ. 3 tỷ. Wow. Lết không nổ các bạn ơi. Rồi lấy. Rồi. Trời qua anh ơi, sắp mặt. Một màn đầu tiên đó xong rồi đó. Em không thấy gì hết anh Phương ơi. Ái cà nồi. Đơ luôn rồi, đứng máy luôn rồi. Anh Phương có bị sao không? Máy rồi. Rồi lót rồi. Chạy các bạn ơi. Một hit một. Sao không được bảo vệ ta, vô lý. Thật ra là vẫn được bảo vệ nhưng mà mấy cái điện đó là tự mấy cái con nó chích đó. Tí nữa là em chết rồi. Con nó té luôn. Ai trưởng. Rồi con nó phát chích luôn rồi, lại mất tiêu cái gì rồi. Nè nó đang đứng ở chỗ em nè. Rồi rồi, anh Phương gọi nó về nè Phương ơi, em bị tấn công dữ lắm. Rồi, ok. Hay à. Trời, ui nó quýnh rất ngựa luôn kìa. Oh my god. Khó chịu thật sự. Con này khó chơi lắm anh ơi. Không phải dạng đùa đâu. Ôi cái con này quýnh với chân nó không được rồi. Con này quýnh ghê quá. Phải dùng cái chim thôi các bạn ơi. Chỉ có chim mới cứu rỗi được mình. Nó dính cái hiệu ứng giật băng. Không có đi được, không có bay được. Đúng rồi, cứ ngắt là. Nhưng mà mình rút kinh nghiệm chơi được cái chiêu này hả bạn? Đó, chúng ta bắn vòng quả cầu, chúng ta bỏ chạy. Đúng rồi, Phương bắn cầu cho Phương chạy đi. Quái cà nồi à, kinh dị. À, boss này ghê quá anh Phương ơi. À, đúng máu rồi, đâu rồi. Ôi, lại còn không cho bay, không được bảo vệ luôn chứ. Quái cà nồi, con này nó dữ. Yeah.
bắn ra xong chạy, bắn ra xong chạy các bạn ơi, chơi phải chơi vậy. Ui mẹ ơi, cái con này ghê lắm. Wow. Hồi Tamina lại. Anh Phương bắn xong Phương chạy anh Phương ơi. Bắn xong chạy mà nó còn giật nó chết. Bắn ra. Rồi chạy. Mấy con giật điện không có đi được luôn á. Đấy là rút kinh nghiệm mấy tập trước các bạn. Chơi xấu tới vậy luôn các bạn. Rồi em có đỡ máu em ơi. Ui nó gặm một cái một à. Em ba không nổi với nó luôn. Chạy chạy chạy. Đó, thả ra xong chạy các bạn ơi. Trời ơi, chưa ăn điểm vậy á. À, nó sắp chết rồi nha em ơi. Nó còn tỷ mấy nữa. Rồi, em thả mấy ra xem chạy á. Hên quá. Từ từ nha, gần chết thì báo anh nha. Để không bay lên thưởng. Dạ, dạ, dạ. Em giật bay nhanh rồi. Mày dí em kìa. Cái con em bình thường thường là 5 triệu cho một cái lông thôi, nhưng mà nó bị mất cái nộ rồi, còn có được 2 triệu rưỡi à. Anh coi nó còn bao nhiêu máu vậy? 7 máu anh ơi. Đó. Cái băng của con đó. Trời ơi, quỷ thần ơi. Chín trăm. Em phan hai chiếc nó được không? Được. Phan hai chiếc nó nha. Để lấy con Nova ta test thử. Ok này. Mà chết con Nova luôn rồi. Nova tên gì ạ? Nova tên Nova. Nova full dam chưa ta? Hình như là Nova full dam rồi. Còn boss đâu rồi? Em không thấy boss đâu không? Boss đâu? Trời ơi, lòng trời lỡ đất. Oh my god. Tôi đánh đồ ba thử nha mày. Chắc ngon. Nó dí em mà 800 con nó dí em kìa. Vui quá luôn. Adrian David. Để anh Phương qua đây mình giúp nó. Chất liệu nó không? Dạ.
sao nữa. Sao nó target em xa dữ vậy ta? Bây giờ thì đóng băng, đóng băng. Cái thằng cấp sát của mình đã chơi thử với mình. Gệt ghê không? Quẩy chịu. Rồi nó rồi. Nó đang ở giữa giữa map. Nãy giờ chạy với nó vãi tèo quá. Đâu rồi. Rồi nó cái kệ anh ơi. Ôi quả chữa. Ôi không được em ơi. Không có kháng không là không chơi được nói với anh ơi. Không chơi được các bạn ơi. Con đó nó nhanh lắm. Có cần em gọi nó ra không? Gọi nó ra. Tên gì ạ? Gọi là Sabino. Không, nói chung là không, cái mấy con nào không có kháng là chơi không có lại. Không có đường nào chơi lại. Anh phải có cái hiện khi màu trắng ở trên người anh á. Còn thú có nồi hay không thì cũng kệ đi. Chỉ cần có cái khiên trắng cho người anh thì anh đỡ bị sốc đam bởi tụi nó. Và nó cứ đi đi đi. Cái spirit là ngon nhất. Rồi nó ra chưa? Rồi nó đang đi, nó đang đi về nơi xa kìa, nhìn tội vậy. Đứng lại cô ơi. Nói chung spirit là ngon nhất các bạn. Bắn mấy con đó cực ghê ha. Thôi đánh nữa. Chạy kìa, à nó con này bị điên rồi. Lại quỷ. Ủa anh mới gọi nó mà. Em mới gọi nó đứng lại để hồi máu cho nó. Rồi gọi được rồi đó, gọi đi. Về đi ông hai. Thôi qua đi tranh liễu nè em ơi. Đây lấy test thử cho bạn xem mà con băng với con điện quánh khó chịu quá. Bạn cao lên. Cho nó đem vô nổ nó đi. Đợi anh phương qua nè. Rồi ok vô. Tỉa gai xuống dưới cho nó nè, mưa gai nè. Bao nhiêu máu vậy? 700 triệu. Em xả một tên này mà trúng hết full người nó chắc chết luôn á anh Vương. Đứng gần đó nha. Xả đi. Xả đi. Ok, xả đi. Thôi mẹ hụt mẹ rồi. Hết chưa? Nó dính mấy con thôi à. 700 triệu. Lại này, anh Vương chuẩn bị bay gần người nó nha. 100 triệu kìa, rồi chết luôn hay gì kìa. Chưa. Anh còn xả nó một cái 100 triệu đó không? 509 nè, anh Vương bay lại gần chưa? Nè nó đang bị đứng im nè anh Vương. Đó, 100 triệu đó. Rớt nài rồi. Còn năm. Em ơi, từ từ nha. Còn 508. Anh nha, kết liễu kêu anh nha. Không, ba lại gần nó đi. Ba lại gần. Em phóng gai tàn tàn thôi nào. Gai coi lộn cái trời. Tới chưa? Từ từ. Trong phố này. Ây da. Cây thật sự con chó này quay. Chết queo em luôn. Cây. Cây thật sự bạc tai. Tức quá tức rồi bạn ơi. Nhỏ nó không làm gì được mà nó lại sắn như mình hoài. Cầm cái gì mà nặng dữ vậy trời. Giờ mày cắt liễu nè mày. Khoan, em mới chết không á. Được nha. Qua chưa? Rồi em qua là chỗ con boss cái đã.
hôm bay lại gần nha. Ok. Rồi. Okay. 500 nè, rồi. Ok, ok, ok. Anh đâu, chưa ổn boss rồi. Tại đây quốc này quốc nào. Thôi quốc. Lát rồi. Chưa phóng ra được rồi. Không rồi, chết chắc. Ôi ôi. Bị nóc áo đâm cho xài chiêu anh ơi. Quái cà nồi à. Các bạn tính là nãy giờ có 80 mạng với anh. Con này khó chịu. Con này bay xét cho người để mà xài skill full damage khó lắm anh ơi. Nó cho mình quýnh rớt ngựa hoài à. Qua lại đây Phương ơi. Em nói giờ em bay lên cao em thả mấy cái con chim cho nó nè. Nó còn 400 nha anh ơi. 476 triệu. Trời ơi. Để em ơi. Qua chưa anh Phương, qua chưa? À. Đánh kiểu mà đánh vô kích nó thôi chứ con. Đâu rồi? Xa dữ. Lửa. Sắp chết rồi, nó sắp chết rồi, còn có 150 triệu không? Dạ. Em bị đóng băng luôn rồi. Trời đất ơi, trời ơi, mẹ ơi, từ từ anh Phương ơi, chạy. Đóng băng rồi, bay chạy ra ngoài tí. Đây, vừa mới phóng vô ngay trắng cái kêu nó luôn. Em bị đóng băng giống em rồi đúng không? Rồi. Bà nó em bị đấu băng rớt ngựa nè, tí chết với nó nè. Nó còn 150 triệu. Một cái nữa là chết nè, để anh Phương qua cái nữa là xong nè. Chết. Mày hả mày, hả giận. Kém giờ với anh em tao hả mày. 160 triệu mày. Hay quá anh ơi. Bỏ cho mày. Bỏ cho mày. Yeah, được cái thêm một cái medal nữa. Cây thật sự. Bỏ nha mày. Giết mày bỏ ghét nè. Bây giờ có thế nào cũng xong đúng rồi. Uầy. Phê vậy. Thường mấy con đó là mình phải sử dụng cái súng góc két này nè. Kiểu anh em mình chạy vòng vòng bắn. Phun nó kiểu mà để kìm hãm nó lại đúng không? Ờ. Nhưng mà cái máu mấy con này nhiều quá à. Em nghĩ là mấy cục đó bắn chắc lần được cỡ 500 hay là 1 triệu đam là cao à. Không có. Không, anh nhớ lúc trước là mấy súng này bắn thấm luôn á. Thấm không? Thấm. Bắn cái chừng 100 viên là chết à. Thấm à. Đem em thử quất con này luôn nè. Em test thử một quả lựu đạn coi. Em quất thử gồng kìa. Quất rocket hả? Nó đang bay vậy sao bắn chút. Rồi. Còn này anh Phương chắc cho đó mà một bit. Cái lửa đốt đó trời. Phương là gì bị binh nó tấn công dữ vậy. Nào ra đây hưởng không? Đâu. Rồi rồi, dứt đi. Trời, nhìn. Rồi, con xịt không được, con em xịt đi. Con này chắc chết luôn. Con 3 triệu rồi. Khỏi tới 1 anh ha, con này giết. Ui, con nó chết bả rồi. Ôi, summon con mới rồi kìa. Dơ, nó summon ra kìa. Con này cấp mấy đây? Hay quá, canh vừa đủ đam luôn anh ơi. 95. Em thử cho con này ăn một viên đạn Odin có nó xỉu không ha. Ok.
Tự test đam coi đạn origin nó ngon không vậy? Con nào cũng xỉu một riêng một mà đúng không? 3.6 thôi show em ơi. Như là viên đạn nó có 5 triệu tu bộ bây giờ. Đợi nha, em nã cho nó một viên coi. Mất tiêu. Bắn ngay. Lửa bài. Đốt thấm phải nồi. Loạn rồi bay rồi. Ôi mẹ nó, cái con này nó giật khó chịu ơi trời. Họ trúng một viên rồi nè. Từ anh coi, anh check tu bộ nó lên thử coi. 3 triệu mấy cứ để tàn tà cho nó lên coi. Origin mạnh mà. Dính viên đạn Origin nữa rồi. Tụi bộ nó đang lên đúng không? Đó, 2 triệu rưỡi luôn kìa. Lên thôi, tự lăn ra xỉu. Xỉu. Wow. Hồi trước nhớ cái phim vụ PvP của anh em mình đánh cho mấy đứa kia nè. Làm đạn Origin sao bắn rồng cho nó xỉu. Một viên mùa. Hồi bữa em bắn cái con kia bằng đạn Origin nó đâu có xỉu đâu. Có xỉu anh, một viên rồi mà nó đợi hơi lâu. Đợi tầm 15-20 giây nó mới full turbo nó. Không. Con này bắt không ta? Con này tem bằng trao á. Ôi, là cũng trao o. Trai không mày? Lại tốn nữa. Giết nó luôn các bạn. 95 mà không thèm bắt. Không thèm bắt. Yeah. Chiến công 17 nha bạn. Quá, giờ này mình mạnh lắm rồi. Vẫn còn một con boss cuối nữa. Và con boss còn con này nữa là xong các bạn. Ủa con này nè, chúng ta đã có đủ 4 cái rồi. Đây. Đó, chúng ta đã có mấy cái đầu của con boss này nè. Đấy. Đủ 4 cái đầu rồi nè. 2 linh hồn creator với 2 linh hồn trao. Hello Detroit. Chế tạo kiếp bồ. Hai cái cục phạm máu Thalus. Chúng ta thiếu lòng rồi, mà thiếu lòng chim rồi, phải đi farm lòng chim rồi được. Ok này. Vậy là tập sau là sẽ tiến hành tới đấu với con chùm cuối của mod Remo các bạn. Con đó là chùm cuối đúng không ta? Đúng rồi anh. Còn con gì nữa không? Chùm của những con chùm. Như con này xong end game ha. Bitcoin Revenge. Với con này xong chắc end game mẹ rồi. Quan trọng là chúng ta vẫn chưa biết được những cái con Select Weaven đâu nè. Đây nữa mình sẽ lấy những con Select đó ra thử cho các bạn xem á. Đúng rồi. Chưa thấy con Select Weaven nữa bạn. Coi ra trong bộ sưu tập của anh em mình nó mạnh tới mức độ nào. Con nào xịt sòm sẽ lấy ra test thử cho bạn xem. Rồi, giờ là xong rồi chúng ta qua một cái series mới đúng không? Yeah. Lòng chim, kiếm lòng chim mới được. Vậy tạm dừng video này nha. Bao nhiêu phút rồi? 48 phút rồi. Ôi sao nãy giờ anh em mình làm việc nhanh dữ ta. Sao mấy trận này công nhận làm việc nhanh dữ các bạn. Mục tiêu đưa ra đập mới chút xíu rồi xong hết rồi. Nhanh rồi. Khi mà anh em mình mạnh bái tèo thì cái gì cũng lẹ hết trơn. Vậy em có muốn qua tranh thủ trong vòng một mười mấy phút nữa đập con kia không? Đập con nào anh? Đập con hôm qua mà em khóc tiếng nguyên á. Nhức đầu á là tiếng anh em mình khỏi được quay tập sau được luôn á. Ôi mà bữa nay quay 3 tập nữa hả? Anh Phương nếu mà đuối thì quay 2 tập thôi. Dạ thôi 2 tập thôi mà. Dạ. Mai Chủ Nhật nhưng mà bữa nay mình đuối quá nha bạn. Tạm thời các bạn xem 2 tập thôi nha. Chưa mai nếu mà mình khỏe khỏe tí mình gửi xì chung vào quay tiếp. Bữa nay đuối quá. Rồi đó mày. Giữ sức mai này, chơi giữ tiếp. Giữ sức các bạn ơi. Còn tạm thời các bạn hay xem 2 tập này ngắn tí nha. Phút mấy thở mấy phút. Khỏe khỏe anh em mình chiến tiếp. Ok anh ơi. Thôi nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.
thì các bạn nhớ cái like, cái ship mình với MC Jump nha các bạn. Nhưng mà chị Jump sắp đạt được nút bạc đúng không? Dạ, sắp đạt được 100 người đăng ký rồi, chứ còn okay, khoảng tầm 900 người đăng ký nữa thôi là được các bạn ơi. Ok, bạn có thể là đăng ký giúp chị Jump luôn nha các bạn. Nhận được nút bạc nhớ chia anh nha. Ok, anh đây mỗi người nữa nha. Không, anh Phương là 3 phần, em phần thôi được rồi. Thôi vậy thôi, bye bye tất cả các bạn nha các bạn. Mời khỏe, mình làm tiếp tục cho các bạn xem. Bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn ở video sau nha, bye bye. Thích bữa nay sớm em rồi.